cái anh nói là em dính bầu rồi, giờ sao? Cái nó nói đi phá đi, cái anh nói tại sao phá được. Đây là Liên, một cô gái Khmer xinh đẹp mang trong mình căn bệnh nan y. Sự sống của Liên đếm từng ngày, bồng bế đứa con không cha. Nỗi đau dồn nén vào sâu trong tâm hồn, lời nói nghẹn ngào trong nước mắt. Bị gia đình chối bỏ, hàng xóm gièm pha. Ngược dòng thời gian, một cô gái Khmer chưa đủ trưởng thành, mang trong mình một căn bệnh bú cổ ác tính, lên Sài Gòn tìm việc. Mong có tiền chạy chữa, vì cuộc sống trong cảnh nghèo cùng cha mẹ, Liên thấu hiểu hơn ai hết. Cơm bữa đói, bữa no, áo không đủ lành, cơm không đủ no thì làm sao chữa bệnh. Như vậy là cô gái trẻ khăn gói lên đường cùng với vài trăm nghìn đồng ít ỏi. Hết việc này đến việc kia, gần 10 năm sống Sài Gòn với biết bao nghề, vừa làm trang trải, vừa gửi tiền báo hiếu cho cha mẹ. Tháng lại ngày qua, cô bé năm xưa cũng trưởng thành gọi yêu thương. Có người vừa dẫm nơi xứ người, thân gái dặm trường. Ấy vậy mà số phận trớ trêu thai, Liên gặp phải tên Sở Khanh phản bội, sống chung đến có mang. Rồi hắn ta cũng bỏ đi không một lời từ biệt. Cái bào thai càng ngày càng to ra, bệnh càng ngày càng nặng, không làm ra tiền, Liên lủi thủi về quê trong tủi nhục. Nhiều lần em dự định kết liễu cho xong cuộc đời của mình, nhưng nghĩ đến con mà em cố gắng. Ngày sanh nở, gia đình không một đồng dính túi. Người mẹ nghèo, vừa giận lại vừa thương, chạy vại mượn tiền khắp nơi cho con vượt cạn trong sinh tử. Nay về nhà trong cảnh khổ, người mẹ trẻ nuôi con coi, sống cùng gia đình trong bế tắc. Cũng may thay á, vì được cộng đồng yêu thương, chung tay của tất cả mọi người, Liên nay dần cũng vượt qua, tinh thần lạc quan hơn, có ngôi nhà ấm cúng hơn, Liên cảm thấy vui hơn bao giờ hết. Dù cuộc sống của Liên chỉ còn đếm từng ngày, nhưng nghe tiếng khóc, thấy miệng của con cười, cùng ngôi nhà ấm cúng, Liên cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Châu Thành của tỉnh Trà Vinh. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ có mặt ở tại đây cùng với anh Hợp Thân Hồ để mà nghiệm thu cái công trình cũng như bàn giao số tiền của quý mạnh thường quân cho gia đình của em Liên. Một cô gái sau khi bị lừa gạt đến có mang, sanh nở thì lại thêm bệnh tật nữa. Được quý mạnh thường quân chung tay thì ngôi nhà cũng sau những ngày khởi công thì cũng đã hoàn thành rồi. Sở dĩ Bùi Hồ không có cập nhật tình hình tiến độ của ngôi nhà vì công việc cũng khá là lu bu. Và ngày anh Hợp xuống khởi công thì cách đây cũng vài ngày rồi. Ngày hôm nay thì cũng đã xong. Vì cái công trình nó cũng khá là đơn giản, chỉ là sửa chữa thôi. Nên là nữ là những cái hạng mục nó làm không có nhiều. Nên các anh thợ với cái cảnh là xa quê, các anh cũng phải làm thật là nhanh. Cũng may là trời độ là không có mưa. Mấy ngày qua thì cũng nắng rất là tốt. Còn bây giờ thì mời cô bác quý chị vào bên trong với Bùi Hồ để xem công trình đã thực hiện những gì ha. Đây nhà cô Liên á, cô bác quý chị, là phải băng qua một cái đường mòn lối nhỏ, hai bên là hàng cỏ như thế này. Và thậm chí là muốn liên hệ với nhà Liên là không có một cái điện thoại để mà liên hệ luôn ha cô bác quý chị. Liên thì phải chăm con rồi lo lắng cho con, mẹ thì ở nhà nấu ăn, còn ba thì phải đi xịt lúa mướn. Thậm chí là làm rất là nhiều việc để mà trang trải cuộc sống trong gia đình. Cô bác quý anh chị biết không, Bùi Hồ lo nhất là đối với ngôi nhà, mà những ngôi nhà của con người, những người phụ nữ đó, mà cái nhà vệ sinh mà không có cái cửa để che chắn cho nó kín đáo thì một điều gì đó nó rất là nguy hiểm. Và đặc biệt là tắm vào buổi tối rồi cô bác quý anh chị, mà nhà vệ sinh nó nằm lại thôi lôi bên ngoài nữa, nên Bùi Hồ có nhờ anh Hợp á gắn cái cửa nhà vệ sinh luôn. Đây là cái cửa nhôm nha cô bác quý anh chị, khung kiến ở trên nha. Cái cửa này thì nhôm đen 2 triệu đồng ha, anh Hợp anh mua 2 triệu đồng gắn rồi. Bây giờ nó không còn là cái nhà vệ sinh mà lúc trước được che chắn bởi cái tấm vải á, tấm vải rồi lại mình thấy rất là đáng thương luôn. Đây, qua đây ha cô bác anh chị, đây là không gian nhà bếp thì mình không có sửa lại, tại vì không gian nhà bếp này thì cũng khá là rộng luôn, mà Bùi Hồ muốn làm sao mà sửa xong ngôi nhà có phần kín đáo rồi dư lợi một ít tiền để cho Liên trị bệnh. Chào cô. Dạ, cô đang nấu ăn hả? Dạ. Nấu món gì hả cô? Cơm.
Cơm hả? Hôm nay gia đình mình ăn cơm gì? Thấy tiền nè. Còn cá hôm qua. À. Ở cái nồi cô bác của chị thấy không? Cái lò ông táo á được đắp bằng đất á. Hả? Chứ không có cục gạch. Ôi sao cô không để cái cục gạch mà cô để bằng đất vậy, rồi lỡ nó cái này nó gãy thì sao? Không sao đâu. Nội làm giùm. Ai làm giùm? Bà nội. Bà nội làm giùm hả? Dạ. Nấu này quen rồi hả? Dạ. Tính mua bếp ga mà sợ gia đình á là không có tiền đổi ga nữa. Cô nó bếp ga cô chịu không? Biết không sao. Không biết sao. Này là nấu nước hả con? Dạ cơm. Cơm hả? Dạ. Ủa anh chị thấy không? Cô chú ở đây có thờ cả những cái bát chân hương để thờ ông táo á. Hả? Này là nồi cơm, bên kia là nồi gì? Nồi nước. Nồi nước. À. Nấu cơm trước rồi sau đó là mình mới nấu nước uống cho cháu uống. Dạ. Uống nước nóng ha. Dạ. Ồ. Thấy cái cảnh này nhớ hồi thập niên 90 của thế kỷ trước á, khoảng 90 mấy á. Giờ là phải người phụ nữ tảo tần với lại cái việc mà nấu cơm củi nè. Vất vả lắm. Nhưng mà hình ảnh bây giờ vẫn còn liên ở trong hả con? Dạ. Dạ. Vậy thấy sửa nhà tắm lại thấy im không? Dạ cũng thấy mừng. Mừng dạ, cảm ơn. Mình không có sợ dạ. Những kẻ xấu hay là mặt gì đó. Dạ, dạ. Dở ra mở ra nữa. Khóa ở trong được rồi. Dạ. À, vậy hai cô ha, cô nấu dạ. Đi. Con lên con gặp Liên tí xíu. Đây. Sáng gia đình ăn cơm chiên nè cả nhà. Đó. Không có đi ăn sáng nha. Mà ăn cơm chiên nha. Thấy thương ha. Đây. Còn bây giờ là ở đằng trước nha cả nhà. Chào em Liên. Để anh đi đằng trước anh đi tới nha. Đó. Qua đây cô bác anh chị. Hôm trước là Bùi Hồ có quay một clip với Liên nhưng mà không biết tại sao cái máy nó cái đường tự nhiên cái nó bị ao ra luôn, thoát ra luôn. Đây. Trước đây á anh đồng đứng xa xa. Trước đây là cái đây là cái phần lối đi nè, cái đường này nó cao hơn ở nhà. Thì sau đó anh Hợp ảnh nâng lên, nâng ở dưới này lên cao khoảng hơn 2 tấc mấy á cô bác anh chị. Ảnh nâng lên và sau đó dán gạch luôn. Thấy bây giờ dán gạch lên thấy nó khác không à? Khác không anh Đồng? Rất là khác đúng không? Và rất là đẹp. Gạch này là gạch 50 50 vuông đúng không? Dạ. Tí xíu nó gặp anh Hợp sau ha. Đây đây là cái phần mặt ở đằng trước của ngôi nhà nè cô bác anh chị. Ở đây là người ta trước đây là ngôi nhà của Liên là ngôi nhà tình thương á. Rồi người ta cắt cho cái mặt dựng ở đằng trước nè. Rồi thêm mặt dựng ở trong nữa, mặt ngăn dưới giáp buồng ở trong nữa. Rồi có cửa đồ luôn rồi. Thì anh Hợp anh làm cái phần nền này xong hết nè cô bác anh chị. Rất là thoáng ha, cao ráo. Và vô đây tí xíu. Còn ở trong này thì sẽ cho cô bác quý anh chị thấy được rằng á là trước đây hai cái phần vách này nè, cái phần vách này đó, thì được dựng bằng lá, rất là tạm bợ, mưa xuống là nó tạt rồi nước ngập ở dưới ngập nữa. Mình sẽ khắc phục sự cố hai cái phần đó. Và phần này anh Vũ cũng làm xong luôn ha cô bác quý anh chị. Đó, anh Vũ che đến trên đó kín đáo hết luôn rồi. Đó. Rất là thoáng ha. Cái cửa đằng trước thì mình có một cái cửa sổ ở đằng trước rồi nên mình không có dừng thêm cái cửa sổ. Đây, tôn những cái đố rồi rất là cứng cáp rồi cô bác anh chị. Tôn tốt nên là nữ ấy vô nó không có lụng lúng á. À, vô đây ha. Đây, lót dài ra tới ngoài sau luôn. À. Lúc trước là anh Vũ anh làm thì không có làm cái cửa sổ. Nhưng mà Liên nói là anh có thể khoét kia một cái cửa sổ được không? Đây. Thì anh Vũ anh cũng khoét cho một cái cửa sổ. Đây. Lấy ánh sáng lấy gió luôn ha. Chỗ này thấy hợp lý anh ha. Và cái cửa sổ này á là anh Vũ anh mua là 750.000 đồng. Mà anh chỉ lấy cái có 700.000 đồng thôi. Có nghĩa là thay vì nếu như có công thợ những cái đố này nè này thì công thợ hàng rồi luôn thì khoảng 1 triệu. Mà anh Vũ anh lấy chỉ có 700 thôi. Chào Liên. Bé ngủ yên ngon không? Ngon. Vậy hả? À, thấy ngôi nhà mình cắt lại thấy mừng không? Mừng hả? Còn sợ mưa gió gì nữa không? Không hả? Căn bệnh mình sao rồi Liên? Cũng vậy à, đêm đầu tiên vô đây ngủ thì sao? Dạ, ngủ được. Hôm qua có mưa không? Dạ. Ngày nào có mưa là mình mới thấy cái giá trị của ngôi nhà đúng không? Dạ. Mình hết mưa hết tạt rồi hết nước vô nhà hả Liên ha? Dạ.
như thế này nước nó còn vô nhà không? Dạ không. Không, không có tạt nữa đúng không? Dạ đúng. Không có còn, còn hai bên vách nó cũ kỹ là nó không có còn tạt nữa. Em bé cũng ngủ ngon hơn. Dạ, em ngủ tới sáng. Em hay ngủ tới sáng luôn hả? Bệnh của mình sao nói cho anh và cô bác anh chị nghe với. Bệnh anh thì hồi tối thì nó hành sốt gì đó, kiểu như hơi mệt. Liên mang hai căn bệnh, bú cổ với lại tim nha cô bác anh chị. Bú cường, bú nó đi xuống cái tim luôn rồi. Nên cái căn bệnh của Liên á, thì bây giờ nhà mai chủ phước thầy á, để có sức khỏe để mình nuôi nuôi con. Thì còn tiền gì sửa cho em bé không? Để cũng còn chút đỉnh. Vậy hả? Dạ. Cũng còn chút đỉnh là bao nhiêu? Mấy triệu, bởi tại vì bữa giờ mua sữa cho em bé, mua sữa là mua tả. Một hộp sữa này là bao nhiêu tiền Liên? Dạ 320 là uống bao nhiêu ngày hết? Là một tuần. Một tuần là hết, một tuần 420. Dạ. Hàng tháng như tiền sữa không lần 1,2 triệu à. Tại vì em bé không có bú sữa mẹ được. 400, 1,6 triệu hả? 1,6 triệu đúng không? 1,6 triệu. Gần 2 triệu, tả luôn là 2 triệu hả? Dạ đúng rồi. Hồi trước có em bé uống sữa kia kìa, 500 mấy, gần 600 mấy, cái em thấy ngán tiền, em đổi sữa này cho em bé uống. Sẽ đây cho em bé. Và anh hứa với em là sẽ cố gắng thường xuyên thăm hỏi thay mặt với Mạnh Thường Quân để hỗ trợ cho em, cho em bé có sữa uống nha. Liên là không có điện thoại gì hết á. Liên có nhân viên mua cái điện thoại. Mua chưa? Dạ rồi. À vậy chắc chúc cho anh xin số điện thoại nha. Dạ. Để cô bác anh, để cô bác cái chuyện nào muốn hỗ trợ cho em á. Dạ. Thì có thể liên hệ trực tiếp với em vì dạ, nhà anh cũng còn khá là xa. Dạ. Em bé nằm trên cái nôi. Người mẹ mà đưa cái tiếng giọng có kép mà không có tiếng cha thì thấy nó hơi bị buồn tuổi ha. Nhưng mà bù lại thì sau này em bé bọc mẹ nói chuyện thì gia đình nó sẽ vui hơn. Thấy mấy anh làm, mấy anh thợ làm có nhiệt tình không? Dạ có. Có hả? Dạ. Nhà về sửa lại gì được chưa hay cần muốn thêm gì nữa không? Dạ được, vậy là vui. Vậy là vui hả? Lúc trước á, là Bùi Hồ dự định là xây tường, nhưng mà xây tường thì nó phải phát sinh thêm cái mình phải bê nữa. Rồi mình phải tô bê rồi phát sinh thêm nhiều thứ đó. Mà nhà của các anh thợ xa thì làm tử là mấy anh thợ phải tính luôn cái chi phí, các anh thợ phải đi xa rồi ăn uống đó, có bán cái gì đủ thứ tiền phát sinh. Mà nếu như mà mướn thợ ở gần ở đây á, thì mình không quan tâm. Mình không quan tâm là mình không biết thợ thầy thì như thế nào. Thợ quen thì nó dễ hơn, có bán cái gì. Và cũng cảm ơn cái đội của anh Hợp với anh Vũ cũng đã nhiệt tình lặn lội đường xá xa xôi xuống đây để mà hỗ trợ cho gia đình của Liên. Thôi thì bây giờ em cứ cho em bé ngủ đi, anh ra anh gặp anh thợ rồi sau đó anh sẽ công bố số tiền rồi sẽ anh gửi tiền cho các anh thợ, tiền công các anh thợ, sau đó anh sẽ vô gặp em ha. Đây cô bác anh chị, sẵn anh cứ quay đừng cho cô, đừng cho thấy luôn. Nói chung là ngôi nhà tự nhiên cái mình thấy lúc trước mình thấy nó sập sệ, nó bề bộn lắm, bây giờ tự nhiên dần hai cái vách lên cái nhìn thoáng mát, rồi cái đôn với nền nó cao hơn, mình nhìn thấy nó dễ thương lắm. Anh Hợp ơi, anh Hợp ơi, anh qua ngoài quay vô đi cho nó thoáng, đưa thoáng tí xíu, anh đứng ở dưới đi. Đeo cái đi. Rồi vậy là hoàn thành sửa chữa, năm nay là sửa chữa hai căn nhà đúng không? Hoàn thành sửa chữa căn nhà thứ hai. Lúc trước là của ông hai. Hai là ba cái. À nhà anh còn anh bé, bé Bảo Ấn. Là năm nay là năm sửa, rồi năm vừa rồi là năm cất. Năm nay là năm sửa của bác quý chị. Tại vì sửa gì thì còn dư tiền được mình đưa cho những gia đình, nhằm khi bệnh hoạn rồi con cái nó nhỏ nữa. Nên thành thử là mình làm sao làm cho nó tiết kiệm là được anh Hợp ha. Anh Hợp ơi, bây giờ em cũng công bố cái hạng mục của mình làm ha. Thì hôm nay thì không có anh Vũ ở đây, thì anh đại diện cho anh Vũ rồi nói lời cảm ơn những mấy Mạnh Thường Quân rồi giùm em. Và em công bố mà có sơ sót thiếu sót tiền cái phần nào đó thì anh cứ nói giùm em ha. Tổng kinh phí sửa nhà của em Liên á, là phần nền của anh Hợp á là 24.500.000 đồng. Thì phần nền này diện tích cũng khá là rộng cô bác của chị, kể cả luôn lót gạch rồi công này kia hết luôn á. Vô cát. Ảnh cũng có đổ bê tông ở dưới. Đúng chứ không phải là vô cát rồi không, anh thấy mình có đổ bê tông ở dưới. Phần vách
ton của anh Vũ là 17 triệu. Cái cửa nhà vệ sinh là 2 triệu đồng. Cái cửa nhà vệ sinh đằng sau á cô bác anh chị, nãy Bùi Hồ cũng quay á, cái cửa sổ là 700.000 đồng. Thì tổng cộng cái số tiền mà sửa nhà là 44.200.000 đồng. Thì đã ứng trước hết 17 triệu. Ồ, đã ứng trước hết 37 triệu. 37 triệu là anh Vũ là ứng, là Bùi Hồ gửi luôn là 17 triệu cho anh Vũ, chuyển khoản cho anh Vũ. Còn anh Hợp thì Bùi Hồ đã chuyển là 20 triệu. Còn lại là 7.200.000 đồng nữa là hết. Là thêm cái phần cửa sổ với lại cửa nhà vệ sinh phát sinh ra, cái đó là hạng mục phát sinh thôi cô bác anh chị. Vậy là tổng cộng công trình của mình là 44.200.000 đồng. Ứng trước của anh và anh Vũ là 37 triệu đồng. Thì còn lại là 7.200.000 đồng. Em giao lại cho mình ha. Để em coi coi. 1 2 3 4 5 6 7. Rồi đúng không? Dạ. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều ha, đã đồng hành với em để hỗ trợ những cái hoàn cảnh khó khăn. Cũng đường xá lặn lội xa xôi, đi xa rồi chi phí tốn kém nó đủ thứ cô bác anh chị. Đó, mà không có đội thợ của anh Hợp thì Bùi Hùng nói thêm lần nữa là không có đội thợ của anh Hợp á, thì thợ xa thợ lạ thì mình không dám mướn, vì mình không có an tâm á. Nên thành nữ là cũng cảm ơn anh với lại gia đình, cũng đã chị cũng đã an ủi động viên để đồng hành với em trong những cái hoàn cảnh như thế này. Thì anh có muốn nói là lời nào không anh Hợp ơi? Mình cũng cảm ơn các nhà Mạnh Thường Quân mới giúp cho mẹ con Liên cũng có sửa chữa căn nhà cho trong gió. Mình cũng anh em bên thợ hộ với bên thợ sắt cũng có công an việc làm. Mình cũng cảm ơn các nhà Mạnh Thường Quân rất nhiều. Cảm ơn Bùi Hồ và anh Bộc Đồng và anh Tâm. Cũng thay mặt cho quý Mạnh Thường Quân cảm ơn anh với lại đội thợ của anh Vũ. Và cũng như đội thợ của anh đã đồng hành với em. Chúc anh cùng với lại gia đình của mình luôn có sức khỏe dồi dào. Hay mà quý Mạnh Thường Quân cũng gửi lời thăm đến gia đình của anh ha. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Và bây giờ em sẽ vô em gặp Liên tí xíu. Liên ơi. Liên. Liên ơi. Mình ra mình ngồi đây đi, anh sợ em bé hồi nó thức á. Có ai đưa em bé không? Nói với mẹ đưa em bé đi. Tại vì nói ở trong đó thì sợ em bé nó thức rồi em bé khóc nữa. Nhưng mà nhà này cũng khá là cao, nhưng mà cái vùng đất ở đây hình như là cái thời tiết hôm nay nó bị nó hầm nó nóng đúng không? Em đeo cái này. Mình ngồi xuống đi này. Rồi, vậy là coi như là cái ngôi nhà của mình cũng đã hoàn thành ha. Mẹ ba mẹ đồ mừng không? Dạ, mừng hả? Dạ. Ba mẹ còn có la không? Dạ, hả? Dạ không. Còn có nhắc lại cái chuyện cũ không? Dạ, vậy hả? Vậy là được rồi. Thôi thì chuyện thì xảy ra cũng lỡ xảy ra rồi. Quan trọng là mình phải giải quyết cái chuyện đó cho nó êm đẹp và mình lo cái tương lai nữa. Con mình sinh ra thì mình phải nuôi dưỡng đúng không? Cái đó là nhiệm vụ trách nhiệm của người làm mẹ thôi. Dạ. Làm bà nên thành nữ là mẹ có la thì em phải cố gắng an ủi khuyên nhủ chứ đừng bao giờ em cự lại. Dạ. Ha. Thì ngày hôm nay đến đây á, anh thứ nhất là bàn giao cái ngôi nhà này lại cho mình. Dạ. Thứ hai là công bố số tiền của quý Mạnh Thường Quân. Dạ. Ha. Và thứ ba còn dư bao nhiêu thì anh sẽ gửi lại cho em. Dạ. Ha. Giờ thì Bùi Hồ cũng sẽ công bố danh sách số tiền của quý Mạnh Thường Quân ủng hộ cho gia đình của em Liên ha. Ở thời điểm này thứ nhất là bạn Hằng ở Mỹ là ủng hộ 16.570.500 đồng. Thứ hai là cô Xuôi Ly Hoàng ở Mỹ ủng hộ là 1.100 USD, tương đương là 100 USD thì được 2.530.000 đồng. Thì Bùi Hồ đổi ra được là 27.830.000 đồng. Trong đó là 1.100 thì cô nói là gửi cho Liên 100 đô trước để mà mua thuốc đồ trị bệnh, nhưng mà Bùi Hồ sẽ cộng dồn vô đây luôn. Cô bác anh chị dư nhiêu thì để trao cho em, tại vì lúc mà Bùi Hồ có xuống thăm Liên á thì hỏi còn tiền không thì Liên nói còn tiền, nên Bùi Hồ là đổi để tổng cộng tiền của cô Julie Hoàng ở Mỹ là 27.830.000 đồng. Thứ ba là cô Phấn ở Úc là 2 triệu đồng. Thứ tư là chú Duy Nguyễn ở Mỹ là 100 USD, tương ứng với 2.530.000 đồng. Tổng cộng cái số tiền của mình quý Mạnh Thường Quân ủng hộ đến thời điểm hiện tại để mà sửa chữa nhà cho em Liên á là 48.930.500 đồng. Sửa nhà là 44.200.000 đồng.
thì còn lại số tiền là 4.730.500 đồng. Đó là số tiền của mình Quân ủng hộ. Và bây giờ anh gửi anh trao cho em luôn nha. 1, 2, 3, 4, 5. Này là anh gửi cho bé uống sữa. Vậy là một lần nữa thì Bùi Hồ chân thành cảm ơn quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều ha. Đã đồng hành với Bùi Hồ những hoàn cảnh khó khăn nói chung và gia đình của em Liên nói riêng. Em có muốn nói lời nào không? Dạ, cảm ơn các bạn Thường Quân đã giúp đỡ em. Biết nói gì nữa mà. Vậy hả? Dạ. Chắc nhà miệng ra nói tiếng xíu quá. Dạ. À, không, thôi dù ngoại. Liên là người, cô gái người Khmer ha. Tên là họ Thạch. Không rành tiếng Việt ha. Dạ, cũng không rành. Cũng không rành. Có nhà rồi, mừng rồi. Dạ. Cũng được Mạnh Thường Quân chung tay nhau để mà cho bé uống sữa rồi trị bệnh nữa. Dạ. Cố gắng cái tinh thần của mình lạc quan lên. Dạ. Cũng mong sao có mai chủ phước thầy để mà mình chịu thuốc á. Dạ. Rồi mình sẽ nuôi dưỡng con của mình cho nó lớn. Dạ. Ha. Rồi bao nhiêu đó đủ tiền đi trị bệnh gì không? Em có muốn, tại vì em tính đi lên Sài Gòn á, em khám một lần á. Khám một lần nữa khi nào đi? Em tính vài bữa em đi á. Rồi em bé là sao? Mẹ giữ. Mẹ giữ hả? Đó chứ ngoại là đây đây đây, ngoại đây. Ở đây đi cô. Ở ngồi đây đi. Sửa nhà lại vậy chịu không cô? Chịu. Vậy hả? Cần sửa thêm gì nữa không? Hả? Được tiền cho nhỏ đi trị bệnh đi cho cháu sửa cháu. Cô nói là có tiền cho trị bệnh chứ không có cần sửa thêm gì nữa hết á, đúng không? Dạ. Dạ, thấy sửa nhà gì đẹp không? Dạ đẹp. Mình cảm ơn Mạnh Thường Quân. Còn lo lắng nữa không? Cũng còn lo nhỏ bệnh á. Có còn lo lắng ngôi nhà mình bị mưa tạt rồi nước tràn vô không? Dạ, không hết rồi. Hết rồi. Dạ, cô bây giờ còn buồn Liên không? Dạ còn. Còn buồn nữa hả? Dạ. Buồn hoài vậy? Thôi hết buồn đi. Hả? Chắc có lẽ là cô sẽ thay mặt gia đình của mình á. Tại vì cô biết sao không? Mạnh Thường Quân chưa biết gì về Liên ở ngoài, nhưng mà Mạnh Thường Quân thấy cái hoàn cảnh của Liên thì gửi tiền rồi để sửa nhà cho em uống sữa, thì Mạnh Thường Quân người ta cũng thương Liên. Nên là nữ là con mong cô á cũng sẽ thương Liên giống như vậy á, đừng buồn nữa ha. Mọi người đều chung tay nhau để hỗ trợ cho con của cô mà ha cô. Cô muốn nói lời nào với lại quý Mạnh Thường Quân không? Cảm ơn Mạnh Thường Quân các con. Cô nói chuyện cảm ơn bằng tiếng Khmer cũng được đó, không sao đó. Là sao cô? Akun hả? Dạ, Akun. Tại cô á thì nói chuyện tiếng Việt á không rành đúng không? Dạ. Rồi cảm ơn cô, chúc cô cùng gia đình luôn có sức khỏe dồi dào. Cưng hết luôn. Thì một lần nữa thì Bùi Hồ cũng chân thành cảm ơn tất cả các cô chú quý anh chị quý mình Đồng Quân đã đồng hành với Bùi Hồ ha. Ở những cái hoàn cảnh khó khăn, và cảm ơn cô chú quý anh chị mình Đồng Quân đã đồng hành với Bùi Hồ để sửa nhà cũng như cho Liên trị bệnh nói riêng. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin gửi lời chúc sức khỏe đến cô bác quý anh chị quý mình Thường Quân, dồi dào sức khỏe an lạc. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau.